Tiếp nối là một bản tin khoa học cho biết là sử dụng cần sa trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tự kỷ ở trẻ sơ sinh. Kết quả của một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy là trẻ sơ sinh có nguy cơ mắc chứng tự kỷ cao vì thai phụ sử dụng cần sa trong thời kỳ mang thai. Các nhà khoa học nghiên cứu số liệu của hơn 500.000 bà mẹ ở Canada và khám phá ra nguy cơ gia tăng 50% chứng rối loạn tự kỷ ở đứa trẻ có mẹ sử dụng cần sa khi mang thai. Phúc trình này đã được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Nature Medicine. Tác giả chính của nghiên cứu là Daniel Corsi, giáo sư phụ tá của trường đại học Ottawa, Canada và là nhà khoa học tại viện nghiên cứu của Bệnh viện Nhi đồng Ontario, cho biết rằng cần sa không phải là loại thuốc lành tính và việc sử dụng cần sa trong thời kỳ mang thai đều không được khuyến khích. Giáo sư Corsi nói rằng cannabinoid đi qua mô nhau thai và vào máu của thai nhi ảnh hưởng đến hệ thống dây dẫn của não đang phát triển của trẻ em. Còn theo lời của Danielle Falling, giám đốc của Trung tâm Tự kỷ và Thuyết tật Jones, thì việc phụ nữ mang thai sử dụng chất kích thích có thể ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh của thai nhi. Falling cũng nói rằng phụ nữ mang thai sử dụng cần sa gây ra chứng tự kỷ ở trẻ sơ sinh là một điều đã được xác nhận qua cuộc nghiên cứu. Mùa hè năm rồi thì cuộc nghiên cứu của Bệnh viện Kaiser Permanente Northern California đã khám phá ra rằng việc sử dụng cần sa đang gia tăng ở phụ nữ mang thai ở Hoa Kỳ, tăng từ 1.9% trong năm 2009 lên tới 3.4% trong năm 2017.